Thầy ơi. Dạ anh, em nghe anh Khánh. Mà vậy là cho em nói chuyện với thầy ấy nào. Thầy thầy ấy đâu? Ở đây, thầy giác Nam Định đây. Vậy là mấy ngày nữa là con chính thức đi tu rồi. À thế ạ. Tốt quá, thế thì nếu có duyên thì mời Khánh vào Đà Lạt nhé. Đà Lạt xa lắm. À, Khánh bảo là lên chùa gì ở trên Bắc Ninh đấy phải? Tu thì có thể là tu xuất gia rồi xong mình đi lăng quăng, mình đi ngao du thiên hạ được mà, có ai cấm đâu. Mình xuất gia rồi xong mình đi ngao du thiên hạ, mình xem bà con nhân dân sống như nào, thoải mái mà. Chứ có ai bắt phải tu phải ngồi trong chùa suốt ngày đâu. Có phải không thầy? Đúng rồi, thầy đang ngồi dưới cây gì mà đẹp thế? Cây này là cây 200 năm tuổi. Cây đẹp quá nhỉ. Đấy. Cây này cây gì ạ? Cây này ở làng gọi là cây da đá. Đại chúa. Đẹp quá. Đẹp quá, cây đẹp quá. Thế là con tu nhưng mà đi xuất gia xong con vẫn đi lăng quăng thiên hạ được chứ, đúng không? Đúng rồi, được thầy thế pháp rồi, thầy xuất gia, thầy đặt pháp danh cho một hòa thượng nào đó đấy. Xong là hòa thượng với mình phải xin phép hòa thượng cho con được ra ngoài, con đi con du tăng. Rồi con đi con gọi là du tăng đấy. Mình đi khắp nơi để mình hành pháp, tâm mình giữ vững, không bị cảnh nó làm dao động, tức là tâm mình luôn luôn thanh tịnh. Tức là pháp danh thì con có thể đề xuất với cả sư cụ là con muốn là Thích Quốc Khánh được không? Sư phụ ấy thì ví dụ theo cái dòng kệ, ví dụ như là Nhuận Giác đây này, là sư phụ là Thích Quảng Ngộ. Thì sư phụ là họ Quảng thì cho ra dòng là họ Nhuận. Đấy. Thế mà sư phụ là họ Nhuận ấy. Nhuận gì đấy, ví dụ Nhuận Đức hay là Nhuận Quang rồi đấy thì là ra cái dòng là họ Đức, Thích Đức Phúc hoặc là Thích Đức Chí gì đấy. Còn họ Quảng ví dụ như là hòa thượng Quảng Hiển ấy thì ở Vũng Tàu là hòa thượng xuất gia cho thầy Nhuận Kim này. Họ Quảng thì sinh ra họ Nhuận thì khác nhá. Tức là theo cái kệ, theo dòng kệ của tổ. Có họ là nó thích Quốc không? Hình như không có. Quốc hình như không có. Nhưng mà có đấy, nhưng mà hiếm lắm, không biết ở đâu ấy. Thích Quốc Tiến này, có đây. À có à? Đúng rồi, Khánh thử đánh ở trên mạng tìm xem có họ Quốc không. Chứ Nhuận Giác thì cũng có cả Thích Phước này. Đúng rồi, Thích Phước nhiều chứ. Thích như thầy Thích Phước Tiến này. Thế nào Thích Quốc là không có à? Chưa tìm thấy Thích Quốc đâu. Đúng rồi đấy, chú Quốc thì nghe lạ. Nhưng mà Thích Đức, Thích Nhuận, Thích Pháp. Kẹt đây à, ông lên tổng bí thư luôn. Lên luôn. Dạ đi tu thì các quý thầy là trụ trì cũng là làm cái thân, làm phương tiện, làm lợi ích chúng sanh Thiên Chú Trường Sơn. Chứ đi tu thì làm gì có cái gì, cái thân còn phải bỏ lại mà. Người người đi tu hành người ta xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Chùa có giàu có nguy nga đấy là do cái phước của dân chúng ở cái vùng đấy. Ví dụ con nói ví dụ như là chùa Ba Vàng đi.
thì không phải là ngài Thích Trúc Thái Minh ngài giàu, mà do cái phước của cái tỉnh Quảng Ninh Uông Bí đó đó, cái phước của cả dân ở đấy lớn. Đại chúng hiểu chỗ này không ạ? Chứ không phải là do cái vị trụ trì đấy giàu, không phải đâu. Vị trụ trì đấy là quan của Phật, là dòng họ Thái tử Tất Đạt Na, là phải xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nhưng mà ví dụ một ngôi chùa Ba Vàng hoặc là một ngôi chùa Hộ Pháp ở Vũng Tàu ấy, lớn như vậy là do cái dân của cái vùng đấy và có cái duyên với lại cái vị hòa thượng đó thì ngôi chùa đấy lớn. Chứ có những ngôi chùa các quý thầy ở một ngôi làng đó muốn xây chùa lớn nhưng mà cái phước không đủ ấy, thì chùa cũng bình thường à. Nhưng mà mọi người đừng hiểu là giàu đấy là ngài Thích Trúc Thái Minh giàu, không phải. Đấy là cái dân của cái vùng Uông Bí Quảng Ninh đấy được hưởng phước ạ. Dạ A Di Đà Phật. Không, ngài Minh Tuệ thì đấy chỉ là một trong số hàng ngàn vạn tăng ni trên đại địa hành tinh này đang tu ở trên trái đất mình, quả địa cầu này, ở tất cả năm châu bốn biển có nhiều bậc tu hành chân tu mà. Ngài Minh Tuệ chỉ là một trong số nói riêng thôi, còn chư Tôn Đức Tăng Ni trên toàn thế giới này, toàn những người chân tu người ta đang ẩn tu ấy đại chúng, mình không thấy thôi. Còn ngài Minh Tuệ thì ngài là một cái người mà được chư Phật Bồ Tát thị hiện giữa cõi ta bà để cho mọi người nhìn thấy thôi. Chứ còn bây giờ hàng ngàn vạn các bậc chư Tôn Đức Tăng Ni đức hạnh và đang ẩn tu ấy, họ không ra lại chứ. Thầy ơi, em về có việc tí nhá. Dạ, chào thầy. Kính chào đại chúng, chào chú Khánh nhé.